Xin chào các em học sinh 2004 yêu mến. Vậy là năm học 2017-2018 đã kết thúc. Các bạn học sinh 2004 chuẩn bị bước vào lớp 9. Đây là năm học có ý nghĩa vô cùng quan trọng, chuẩn bị cho bước chuyển mình của các em vào cấp 3. Để giúp các em có cơ hội khởi động sớm, tăng lợi thế cạnh tranh cũng như giảm áp lực trong năm học mới, Tuyển sinh 247.com chính thức khai giảng các khóa học cơ bản lớp 9 và các khóa luyện thi lớp 9 lên lớp 10 năm 2019. Các khóa học trên trang luôn đảm bảo tiêu chí, đầy đủ kiến thức cơ bản của chương trình lớp 9. Các khóa luyện thi lớp 9 lên lớp 10 luôn bám sát vào cấu trúc đề thi, giúp các em có một phương pháp làm bài nhanh chóng, một hành trang vững chắc để có thể tự tin lựa chọn các trường mà mình mong muốn. Những khóa học trên trang được khai giảng sớm nhằm giúp các em có cơ hội được tiếp xúc nhanh chóng với những kiến thức mới, tạo điều kiện thuận lợi, tăng lợi thế cạnh tranh của các em trong kỳ thi sắp tới vào lớp 10. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em là những người đầu tiên sở hữu được các khóa học chất lượng nhất với mức giá rẻ nhất trên tuyển sinh 247.com. Còn điều gì thắc mắc, các em hãy liên hệ vào số điện thoại 0962 951 247 để được giải đáp một cách nhanh chóng.